Chào mừng các bạn đã quay đến trở lại với lại shop thú cưng Betsin.net. Thì ngày hôm nay là cửa hàng thú cưng Betsin.net của mình có một món quà rất là đặc biệt dành cho các bạn hamster của cửa hàng mình, đó chính là một cái mê cung. Đây, các bạn nhìn thấy mê cung này có đẹp không? Đó, rất là đẹp nha. Cái mê cung này là do chính tay mình và chị Thảo Ly đã làm. Thì trừ mấy cái cây thông này là mua ra thôi, còn tất cả ở đây đều là tự làm bằng tay hết. Bây giờ ở đây có một lối vào và một lối ra. Mình sẽ cho hai bé hamster Robo vào. Rồi mình sẽ dùng cái món khoái khẩu của hamster là sâu rang bơ. Mình sẽ rắc ở chỗ lối ra. Thì thử coi là bé hamster nào về đích trước. Nào các bạn hãy cùng mình theo dõi nha. Bây giờ sẽ bắt đầu xem hai vận động viên của chúng ta ha. Hôm nay thì chị Thảo Ly có hai vận động viên, đó là một vận động viên trắng và một bé là bò sữa nha. Được ưu tú tuyển chọn hai bạn này. Bắt đầu cùng xuất phát nào. Trời ơi, bò sữa làm gì mà phạm luật rồi. Anh Kiên ơi, bắt lại đi, cho lại từ đầu đi. Lại nào. Trời, bò sữa chạy nhanh quá, bò sữa trốn luôn. Rồi lại sắp tới rồi, sắp tới được vào lại rồi. Rồi bắt đầu lại nè, trắng rồi chưa xuất phát, trắng rất là bình tĩnh nè. Rồi 1, 2, 3 chạy nào. Rồi cuộc đua đã bắt đầu căng thẳng hơn. Rồi trắng đi đúng đường rồi, cứ đi theo dấu mũi tên là đúng nha. Không biết miếng bé có biết không. Rồi bông đã bắt đầu hiểu chuyện rồi. Bông này rất là tính là không có kỷ luật nha. Trời ơi, quậy quá đi thôi. Chạy đi con, trắng. Trắng sao cứ nhường nhịn hoài vậy. Rồi bây giờ anh Kiên ơi, anh Kiên để đẩy cuộc đua nhanh hơn. Anh Kiên đẩy mấy bé một xíu đi. Rồi đúng rồi. Bông đã bắt đầu chạy rồi đó. Rồi. À rồi, bông chạy rồi. Anh Kiên có thể trợ giúp bạn Trắng một xíu không? Bạn Trắng đang chưa biết mình đang tham gia cuộc thi đó. Rồi Trắng ơi, các bạn biết đây là mê cung gì không? Đây là mê cung rừng thông đó. Giống như lạc vào cái khu rừng thông, rất là nhiều cây thông xinh đẹp, nên là ha, cái bạn này đang xao xuyến đứng ngắm nhìn. Nhất là Trắng á, Trắng đang ngắm nhìn cây thông. Còn bông mi sau một phút lơ là thì đã quên là mình tham gia cuộc thi rồi, chạy ngược lại rồi. Rồi anh Kiên ơi, anh Kiên có thể hỗ trợ thêm không? Rồi bông, trời ơi, bạn bông sắp về đích rồi. Trời ơi, rồi bạn bông đã là người chiến thắng, tìm thấy kho sâu đầu tiên ở ngay lối ra nha. Nhưng mà không, hình như thấy mê cung còn đẹp quá, còn vẫn đang muốn quanh lại. Còn Trắng thì sao? Trắng thì đang ngồi an nhiên luôn, không có thèm đi nữa. Rồi hai bạn này kỳ nhỉ, đua mà như không là có đua vậy đó. Rồi các bạn, để coi bạn nào về đích nha. Rồi, bạn Bông đã về đích lần 2, đạp đổ thao sâu rồi. Nhờ sự hỗ trợ của anh Kiên không biết là bạn Trắng có tới được nơi không. Rồi, bạn Trắng đã đi đúng đường rồi. Đúng rồi, ra tới nơi. Tới được nơi rồi. Để coi, trời ơi, để coi thấy coi làm gì. Rồi, thôi được rồi ha. Cuộc đua kết thúc, hai bạn đã về đích rồi nha mấy bạn.